Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì có đóng gói và bàn giao cho một anh khách hàng. Anh ở tận Sài Gòn cơ, anh đã đặt cái cặp bảo hình Bách Nhi Bách Phúc này. Và hôm nay thì mình sẽ đóng vào kiện gỗ như thế kia để gửi đến tay của anh. Cỡ này cỡ rất là to này. Cỡ rất tác phẩm chuẩn bị về đến với chủ nhân ở Sài Gòn. Rồi ok, giờ mọi người sẽ cùng xem về quá trình mình đóng cái tác phẩm này nó sẽ như thế nào. Bởi vì nhiều khách hàng ở xa muốn sở hữu những chiếc bình như này nhưng mà rất lo sợ về cái vấn đề đóng gói vận chuyển. Thì hôm nay mình sẽ đóng gói. Đầu tiên thì mình sẽ đóng một cái bọc, cái lớp màng bọc này. Nó sạch sẽ sản phẩm. Màng bọc thì bóng này. Quay vòng vòng trong hết bạn, xoay cho dễ. Có chính
Như vậy hiện tại thì mình đã đóng xong rồi hai chiếc bảo bình vào trong thùng gỗ rồi. Bây giờ thì nốt cái công đoạn cuối cùng là buộc nốt cái cổ vào để cho cái bình nó không bị lắc lư ở bên trong nữa. Xong. Đây là phải ba người khiêng nặng. Đây. Nặng. Kinh kia con này hơn mét mà cô nó đổ dày hết rồi cô đâu chạy đi đây. Đây là cái bãi gửi hàng này. Xe gọi anh ạ. Vâng, đây giờ em biết đấy. Đây cháu biết, để cháu biết biết tên người đó. Đấy là khiêng lên xe to đây. Vâng. Ê, ba người lên đi anh ạ, nặng lắm đấy. Thật chứ dọa gì nặng thật. Dạ con gái. Nhẹ nhấc bổng lên đừng kéo thì nó rượu ấy. Đấy có phải khiêng để. Lên trên nào ạ? Cho bà lên phơi đấy, cho bà làm nếp vào. Đấy cho lên phơi đấy. Khênh. Vâng.